Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập phần Goi nhé. Như hôm trước chúng ta đã học 3 bài, bài 1.1, 1.2 và 1.3 là 3 bài về các từ liên quan đến Ningen là con người chúng ta đúng nhỉ? Số lượng từ mới rất là nhiều. Chúng ta cố gắng là xem video nhiều lần nhé. Nếu mà chưa thuộc ngay thì cũng không cần phải áp lực cho bản thân quá, mà là chúng ta cứ xem đi xem lại này, xong là chúng ta làm bài tập. Đấy, rồi sau khi mà có bài tập mà làm thêm ấy, hoặc là đến giai đoạn luyện thi thì những cái kiến thức mà chúng ta đã tích lũy đấy nó sẽ khiến cho chúng ta nhớ lại. Chứ nếu mà ngay lập tức học rất là nhiều, cả đọc hiểu, có những bạn học cả đọc hiểu ngữ pháp, từ vựng khối lượng lớn như vậy thì cũng rất là khó để có thể thuộc. Thậm chí cả mình cũng thế thôi, cũng không thể nào mà thuộc ngay được, đúng nhỉ? Vậy thì mọi người cứ cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Rồi chúng ta sẽ bước vào phần chữa bài luôn. Bài 1.1 nhá. Thông thường thì các bài chữa bài tập này nó sẽ có hai kiểu. Một đấy người ta gọi là cái Kihon Renshu. Kihon Renshu là nó là những cái dạng thức luyện tập nó có một số cái dạng bài tập khác nhau. Đại loại là nó là những cái bài tập mà chúng ta sẽ lựa chọn từ để thích hợp để điền vào chỗ trống này, hay là chúng ta sẽ làm những cái câu hỏi mà nó khác form với đi thi JLPT một chút đấy. Đấy, cái loại thứ hai, cái loại 25 mã đấy người ta gọi là đây Jisen Renshu, là gì nhỉ? Chữ thực tiễn luyện tập, có nghĩa là luyện tập để chúng ta phục vụ cho kỳ thi JLPT thì các câu hỏi cũng giống như thế nhá, nó chỉ khác ở cái số lượng câu hỏi nó ít hơn thôi, còn dạng thức thì nó giống. Rồi chúng ta sẽ bước vào các bài luôn. Đây là video đầu tiên, do vậy mình sẽ giải thích khá là kỹ về cái bài tập, đúng nhỉ? Tức là cách làm các bài tập, còn lại từ các video sau thì chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Đầu tiên này, phần Do New Renshu là phần bước vào luyện tập. Thì một nhỏ này, cái bài đầu tiên này là các bạn sẽ đọc một đoạn văn. Đây, người ta sẽ có một đoạn văn nó gần giống đọc hiểu, cho nên là nếu chúng ta làm này chúng ta có thể coi như là luyện đọc hiểu luôn. Thì người ta sẽ để trống một số chỗ. Đấy, ví dụ như đây là có 7 từ này, 7 chỗ trống này. Thì những cái từ này ấy, là những cái từ vựng mà xuất hiện ở trong bài nhá. Đấy, thông thường ấy là đến 90% là những cái từ mà ở cái phần từ mới mà các bạn học hôm trước ấy. Đấy, ít khi người ta cho từ ngoài lắm, cả những kẻ và thường là trong bài đấy luôn. Và người ta còn có một cái hint tội cho các bạn, đúng nhỉ? Đó là người ta để cái gì đấy, người ta để cái tiếng Nhật, hoặc là người ta để cái từ tiếng Nhật đấy được viết đầu hoặc là viết cuối như thế nào. Đấy, các bạn nhìn các bạn có thể đoán ra được cái cách thức chọn từ nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài đầu tiên luôn này. Senshu Itoko no Kekonshiki ni ita. Tuần trước tôi đã đi đến đám cưới của anh em họ tôi, đúng không? Đấy. Karemo Bokumo nanani nanode. Ở đây có na. Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn đây là một danh từ hoặc là một tính từ đuôi na, đúng nhỉ? Mà cả tôi lẫn anh ấy đều là cái gì đó mà lại bắt đầu bằng hito. À, vậy chắc chắn phải là từ gì nhỉ? Từ Hitoriko, đúng không? Là con một. Đó, Hitoriko nhá. Đây, nó có luôn cái từ này này. Enter này. Như vậy chỗ trống đầu tiên chúng ta điền từ Hitoriko, có nghĩa là con một, đúng nhỉ? Vì chúng tôi đều là con một cả, nên là Kodomo no koro wa totemo gì đó yoshide. À, chắc chắn đây vì chúng tôi đều là con một cả nên là chúng tôi từ ngày nhỏ đã có cái gì đó rất như thế nào nhỉ? Yoshi. Vậy đây chắc chắn phải là gì nhỉ? Nakayoshi, đúng không? Có cái mối quan hệ thân thiết, thân tình với nhau này. Đấy. Cái này nó đọc là Yoshi nhá. Cái chữ lương này đọc là Yoshi. Mình sẽ viết trọn vẹn cái từ đấy chứ không coi như là bỏ qua này đi. Cái này chỉ là gợi ý thôi. Chúng tôi rất là thân nhau. Marude Kyodai no yoni yoku Ishoni asonda. Chúng tôi hay chơi với nhau cứ như là, đúng nhỉ? Marude ni yoni, cứ như là gì đấy, anh em ruột vậy. Demo otona ni natte kara wa amari sitashi gì đó ai o shinaku natte shimatta. Thế nhưng mà lớn lên ấy, kể từ khi lớn lên ấy thì chúng tôi đã gì đấy, đã không còn cái gì đó thân thiết. Sitashi, vậy thì chắc chắn nó phải là chơi thân, đúng không? Đấy, chơi thân với nhau nữa. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Tsukiai. Đúng rồi, từ Tsukiai nhá. Chúng tôi đã không còn thân thiết với nhau mấy nữa. Saiki wa oshogatsu no shinrui no toki ni au dake datta node. Gần đấy thì chúng tôi chỉ có gặp nhau những cái khi mà cái gì đó shinrui no. Hôm trước các bạn được học rồi, đúng không? Là gì nhỉ? Đây là người ta để là atsu, vậy chắc chắn đây là atsumari. Atsumari là gì nhỉ? Buổi gặp mặt, buổi làm buổi quây quần ấy, buổi liên hoan ấy. Hisashiburi au koto ga dekite totemo kashikata. Đây kata mà lại có si này chắc chắn là tính từ đối y, mà lại người ta bảo là ngày xưa chơi với nhau rất là thân đúng không, mà bây giờ là gì nhỉ, bây giờ là lâu lắm mới được gặp nhau như vậy thì tôi rất là gì đấy, rất là nhớ đúng không nhỉ. Natsukashi, Natsukashi nhá, đây viết luôn cái đó, hơi bị thiếu chỗ một chút. Tiếp theo, Itoko no kekkon suru aete wa shokuba no gì đó no yosei da so de. À, cái vị hôn phu của em tôi, của anh tôi ấy, thì nghe nói là một cô gái ở chỗ làm. À, chỗ làm thì mình sẽ có cô hai và senpai, mà đây bắt đầu bằng cô đúng không? Vậy thì đây là cô hai. Đấy, một bé gì đây nhỉ? Một bé hậu bối đúng không? Totemo kirei na hito data, rất là xinh này. Cái con shiki ni wa futari no shigoto ga takusan shiseki shite ite. Có rất là nhiều cái gì đó tham gia. Mẹ lại bắt đầu bằng shigoto, vậy đây là một từ chỉ người, mà lại có shigoto vậy chắc chắn đây phải là từ gì nhỉ? Shigoto nakama đúng nhỉ? Đấy, đồng nghiệp của hai người nhá. Totemo niyaka data, rất là gì nhỉ? Rất là náo nhiệt. Kito futari wa ii fufu ni naru tomo, chắc chắn là hai người sẽ trở thành một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc, rất là tốt đúng không? Đấy là cái bài điền, bài thứ hai. Đấy là bài nối. Người ta sẽ có những cái từ ở cột bên trái và cột bên phải, các bạn sẽ nối với nhau sao cho hợp nghĩa, sao cho cách dùng nó đúng, đúng không? Ví dụ người ta cho các bạn từ từ gì nhỉ? Atsumari ni, ở bên này có deru này, yaburu, hanasu và toru. Vậy chắc chắn là phải nối giữa atsumari ni và deru, có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là tham dự buổi họp mặt đúng không? Buổi quây quần. Đấy, thì tương tự các bạn cũng sẽ làm nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chữa luôn. Ở đây có từ yakusoku là gì nhỉ? Là lời hứa đúng không? Vậy thì đi với từ gì? Yaburu, hanasu và toru, chắc chắn là phải là yaburu đúng rồi, nghĩa là gì nhỉ? Phá vỡ lời hứa. Đây, chúng ta sẽ nối vào đây nhá. Tiếp theo này, communication, đây đi với toru, có nghĩa là gì đây nhỉ? Giao tiếp đúng không? Đấy, tenen na kotoba zukai de hanasu, có nghĩa là gì nhỉ? Nói bằng cái ngôn từ lịch sự. Tiếp theo cột 2 này, Oyako ko natsukashi này, oni ojigi o suru, suru và gì nhỉ? Akushu suru. Đây, ô đây phải là đằng sau phải là động từ đúng không? Động từ chúng ta có đến động từ suru là thực hiện đạo hiếu nhá. Kodomo no koro ga, có trợ từ nga, vậy đằng sau sẽ là tính từ đúng nhỉ? Đấy, đây sẽ là Natsukashi, nhớ thời còn bé. Sensei ni, cúi chào sensei đúng không? Và Yumenahito to akushu suru đúng nhỉ? Nghĩa là bắt tay người nổi tiếng. Đấy. Tiếp theo bài số 3, đấy là người ta cho một số cái từ vựng, và các bạn sẽ cần phải lựa chọn những từ vựng này để điền vào đây cho hợp lý đúng nhỉ? Ví dụ Ichi này, Sosen là tổ tiên, Meue là người trên và Fusai là vợ chồng. Vậy chúng ta xem nó hợp nó nghĩa như nào nhá. Ichi này, Shinrui, đây không phải là Shinrui, đây bị nhầm mất rồi. Đây vậy là Jinrui mọi người nhá. Sẽ sửa lại cái chỗ này. Tách ở đâu nhỉ? Đây. Shinrui là họ hàng mất rồi, phải là Jinrui. Nhập liệu bị sai. Jinrui là nhân loại. Sosen này, Meue và Fusai đúng không? Vậy Jinrui no gì đó và America de umareta tomo iwarete iru, tức là người ta nói rằng ấy, cái gì đó của loài người thì được sinh ra, được khởi nguồn ở châu Phi. Vậy chắc chắn là phải là gì nhỉ? Tổ tiên của loài người đúng không? Sẽ là Sosen là hợp lý đúng nhỉ? Không thể nào là người trên hay là vợ chồng được. Sa trồ ngộ gì đó và cái con shite hư soda, tức là cái gì đó giám đốc đúng nhỉ? Mà sắp được, sau khi kết hôn sắp được 20 năm rồi, chắc chắn đây phải là vợ chồng đúng không nhỉ? Fusai. Và câu số 3 là gì nhỉ? Tene ni hanashinasai, hãy nói chuyện một cách lịch sự với người trên đúng không nhỉ? Đây sẽ là Meue. Bài tập cũng không quá khó đâu, các bạn cố gắng làm thì mới nhớ được bài nhá. Câu số 2 này, Tatoe, Naganem và Marude. Chúng ta có từ Tatoe thì Hinto sẽ là Temo, Demo đúng không nhỉ? Vậy thì chắc chắn là câu số 2 rồi. Tatoe cho vào đây. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Tatoe Oyaku demo kangeikata ga chigau no wa touzen da. Tức là cho dù là bố mẹ, đúng nhỉ? Cho dù là bố mẹ và con cái chăng nữa, cho dù là bố con, cho dù là mẹ con đi chăng nữa, thì cái suy nghĩ khác nhau là điều đương nhiên, đúng không? Điều bình thường. Tiếp theo này, chúng ta có từ Naganem. Naganem là diễn tả cái việc đó nó diễn ra trong một thời gian dài, đúng không? Nó thường đi với những cái dạng như là những cái động từ thể tiếp diễn ấy, đấy. Hoặc là những cái động từ như là tekimasu, có nghĩa là từ đấy đến giờ, đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta thấy có câu 3, watashi wa eigo o benkyou shite kimashita ga zenzen hanasemasen, tức là tôi ấy, thì học tiếng Anh từ lâu rồi, đúng không nhỉ? Trong nhiều năm rồi. Đây sẽ là Naganem, nhưng mà hoàn toàn không nói được gì. Và câu số 1 chúng ta thấy có Marude sẽ đi với mitai hoặc là yo, hoàn toàn hợp lý đúng không? Đây là có yo ni. Như vậy đây sẽ là Marude. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Ano futari wa marude shimai no yo ni naka ga ii, tức là cái người kia ấy, đúng nhỉ? Thì gì đấy? Có cái mối quan hệ tốt cứ như là chị em vậy, đúng nhỉ? Ano futari, cái này là hai người nhá. Tiếp theo câu số 4 này. Câu số 4 thì các bạn là một câu thuộc loại từ đồng nghĩa, các bạn sẽ chọn, đúng nhỉ? Chọn từ một trong hai từ này cho hợp lý. Ví dụ đầu tiên có từ bột chằng. Chúng ta có từ bột chằng, nó là gì đây nhỉ? Nó là con trai đúng không? Đấy, vậy thì đây có musuko sang và ojo sang, ojo chằng là con gái đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta đương nhiên sẽ phải chọn mấy? Chúng ta phải chọn đáp án số, đây cho to này là chút. Các bạn phải chọn là musuko sang nhá. Anoko wa Tanaka Sacho no Bochang desu. Cái đứa trẻ kia là ai nhỉ? Là con trai của giám đốc Tanaka đúng không? Câu số 2 này. Watashi tachi wa shōgakō no toki kara Nakayoshi da. Tức là chúng tôi ấy, từ khi còn học tiểu học đã có mối quan hệ thân thiết. Nakayoshi, đây có từ Shirai và từ Tomodachi, hơi khó chút. Shirai là người quen, người biết một cách bình thường, Tomodachi là bạn bè. Thì đây có Nakayoshi là mối quan hệ tốt, mối quan hệ thân tình thì phải là bạn đúng không nhỉ? Đấy, đáp án đúng phải là đáp án số, không có số hơn, cái đáp án Tomodachi nhá. Còn cái người quen ấy nó chỉ là gọi là biết nhau một cái xã giao thôi. Đó. Tiếp theo phần 5, phần 5 là phần gọi là phần Gokese, là phần cách dùng từ đúng nhỉ? Đây. Thì các bạn sẽ có cái từ ki này, dio, zukai và mochi đúng không? Thì đương nhiên phải là ki zukai. Đáp án đúng là số 2 đúng nhỉ? Cụm từ cố định đúng nhỉ? Đấy. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Yasashi kotoba o kakete kureru kare no watashi ni taisuru kizukai ga ureshikatta. Tôi rất là vui bởi vì anh ta dùng những ngôn từ rất là dễ, tức là rất là nhẹ nhàng với tôi. Cố định là kizukai nhé, chứ không có kirio hay là kimochi như thế này. Tiếp theo câu số 2. Kono fuku o aoi no to tori gì đó itadakemasen ka? Đấy. Tôi có thể gì nhỉ? Đổi đúng không nhỉ? Đổi cái bộ quần áo này lấy cái màu xanh được không? Vậy thì chắc chắn là đổi phải là Torikae đúng nhỉ? Đáp án số 1 mới là đáp án chính xác. Tiếp theo, sang phần Jinsen Renshu là phần giống câu hỏi thi nhá. Bài đầu tiên là bài Gokese đúng nhỉ? Ngữ hình thành này chúng ta có này, Kanojo to wa mukashi kara ai ga arimasu đúng nhỉ? Tôi có cái gì đó với cô ấy từ ngày xưa. Shiri, Tsuki, Tsuri và Hanashi. Các bạn có từ Shiri ai là danh từ chỉ người đúng không nhỉ? Nghĩa là gì đấy? Người quen đúng không? Do vậy không thể chọn Shiri ai được. Chúng ta sẽ loại cái câu số 1 này. Đấy. Câu số 2 là Tsukiai là mối quan hệ tốt, mối quan hệ gọi là chơi với nhau ấy. Thì chúng ta thấy rằng đây đi với Arimasu hợp lý đúng không nhỉ? Chúng ta xem tiếp những câu còn lại như Tsuriai thì không đúng này. Tsuru là động từ nghĩa là câu cá này. Hanashiai có nghĩa là gì đây nhỉ? Trao đổi thảo luận. Nhưng không ai nói là tôi có cái cuộc trao đổi thảo luận với cô ấy từ xưa. Vậy thì phải là có mối quan hệ đúng nhỉ? Chơi với cô ấy từ xưa, đáp án đúng là đáp án số 2. Tsukiai. Tiếp theo câu số 2. Tanaka-san to Yamada-san wa nomi desu. Chijin, yujin, nakama và mikata. Thì Tanaka với Yamada ấy là gì của nhau? Nomi có cụm cố định là Nomi gì à? Nomi Nakama là bạn nhậu. Đó, đúng là số 3 nhé. Chijin là người quen này, Yujin là bạn bè, Mikata là đồng minh, đúng nhỉ? Chúng ta không chọn mà chỉ có cụm Nomi Nakama thôi. Câu số 2. Kyuni Isogashiku natte shimata node Byoki no yoyaku o. À vì thế nhỉ? Vì đột nhiên bị gì đây nhỉ? Vì tự nhiên là có việc bận, cho nên là tôi đã phải cái gì đó, cái cuộc hẹn ở bệnh viện. Tota này, Torikesu, Mamota và Yabuta. Chúng ta sẽ chọn cái gì đấy? Câu này là câu mà chắc là rất là nhiều người sẽ bị sai đấy, đúng nhỉ? Đấy, đi với từ yoyaku ấy, nó đi với những cái từ gì nhỉ? Ở đây chúng ta thấy rằng với một ấy là tôi có việc bận, đúng không? Do vậy chắc chắn là phải là hủy, không thể là lấy hay là giữ được, do vậy là một ba loại. Còn Torikesu và Yaburu nhá, thì đối với lại từ yoyaku ấy là từ đặt trước hay là cuộc hẹn đấy, đấy thì người ta sẽ dùng cái Torikesu này. Còn từ Yaburu nó là phá vỡ, nó đi với từ Yakusoku. Còn từ đây là các bạn lưu ý là người ta cho là cái từ yoyaku đấy. Chính vì là cái từ này do vậy nó chỉ đi với từ Torikesu hay là Canseru thôi. Lưu ý. Câu số 2. Tsuma wa musuko to issho ni nanyani ni kaete imasu. Vợ tôi này cùng với con trai tôi đang cùng nhau quay về. Oya là chủ nhà này, Saka là nhà văn, Zika là nhà bố mẹ đẻ và Yanushi là chủ nhà. Vậy thì đúng của chúng ta là đáp án số mấy? Đương nhiên dịch nghĩa thì phải là Zika, đúng nhỉ? Đáp án số 3. Cái này phải khoanh tròn chứ nhỉ. Đây số 3 nhé. Đấy. À ở đây mọi người thấy có hai từ này, Oya và từ Yanushi ấy, thì hai từ này thực ra nó cũng gần nghĩa giống nhau. Thế nhưng mà cái từ Oya này diễn tả cái khía cạnh đấy là người mà cho mình thuê nhà, đúng nhỉ? Còn Yanushi ấy, nó diễn tả rằng đấy là người sở hữu ngôi nhà nhé. Cái Oya này là chủ nhà đấy, có thể là người ta thuê lại thôi, đúng nhỉ? Xong người ta cho thuê tiếp. Đấy, còn Yanushi này là người mà gì đấy? Người sở hữu ngôi nhà đó, có thể người ta không trực tiếp người ta cho thuê. Tiếp theo câu số 3 là phần từ đồng nghĩa này. Sueko là con gì nhỉ? Sueko là con út đúng không? Vậy thì Ichi bằng Uenoko là đứa đầu tiên này, Ichi bằng Shitanoko là đứa gì đấy? Đứa thấp nhất, đứa dưới cùng này. Hitoriko là con một và Futango là con sinh đôi. Vậy đúng của chúng ta phải là 2, đúng nhỉ? Từ đồng nghĩa này. Tiếp theo, Chichi no shigoto no tsugo de ikka de Tokyo e hikkoshi shita. Vì cái công việc của bố ấy mà ikka đây là gì nhỉ? Cả nhà đúng không nhỉ? Vậy thì phải là xem nào, hitori này, ichikazu này, Ichikate này, Ichikazu và Kazoku Gentai. Vậy thì phải là 4 đúng không? Đấy. Đây là Ichikate hay Ichikazu, nó là số đếm nhá. Đấy, một gia đình, một gia tộc. Thì không phải, trong trường hợp này Ika của chúng ta là cả nhà, toàn bộ nhà ấy, phải là Kazoku Gentai. Tiếp theo câu số 4 là cách dùng từ. Đây là có thể nói là cái phần khó nhất trong phần từ vựng, đúng nhỉ? Bởi vì đôi khi là chúng ta không biết nghĩa. Đấy, chúng ta không biết nghĩa của từ thì chúng ta không chọn được. Nhiều khi biết nghĩa rồi không biết cách nào là đúng, nó chỉ sai khác nhau một chút thôi. Thì câu đầu tiên này, Sitashi, đây là chữ thân, có nghĩa là thân thiết. Đây là thân thiết, nó chỉ mối quan hệ giữa những người bạn bè với nhau nhé, bạn bè thôi. Đấy, bạn bè đồng nghiệp với nhau. Còn trong gia đình thì chúng ta không có dùng cái thân thiết đấy. Vậy thì các bạn sẽ xem cái nào diễn tả mối quan hệ thân thiết bạn bè với nhau nhỉ? Chúng ta xem nhé. Câu 1 này, Nihongo to Kankokugo no bunpo wa Sitashi to iwarete iru. Người ta nói rằng cái ngữ pháp của tiếng Nhật và tiếng Hàn nó thân thiết với nhau, không phải, đúng nhỉ? Đây chúng ta phải thay bằng từ gì? Thay bằng từ Tsukiai, đúng nhỉ? Nó gần tương tự với nhau, hoặc là từ Niteiru cũng được, tương tự nhau nhá. Các bạn có thể thay bằng hai từ này vào đây thì đúng này. Câu số 2, Kare wa computer ni Sitashi kara nandemo shiteru. Anh ấy bởi vì rất là thân thiết với máy tính nên cái gì cũng biết, không đúng, đúng không? Đây chúng ta phải sửa thành kuwashi. Kuwashi có nghĩa là tường tận, hiểu biết, chi tiết. Đấy, nắm rất là vững. Tiếp theo câu số 3, Watashi tachi oyako wa totemo shitashikute yoku issho ni ryoko ni ikimasu. Bố con chúng tôi ấy rất là thân thiết hay đi du lịch cùng nhau, nhiều bạn sẽ mắc bẫy và chọn cái này. Nhưng đây là bố con, trong mối quan hệ gia đình thì chúng ta không được chọn, đúng nhỉ? Vậy thì trong trường này chúng ta sẽ phải dùng từ gì nhỉ? Nakayoshi, đúng nhỉ? Mọi người sửa thành Nakayoshi de nhé, nối luôn vào câu như vậy thì độ ok. Câu 4 này, Sitashi, cái này không có nhé, không có Sitashi các bạn nhé, Atarashi mới đúng. Atarashi này, đây sửa luôn đây, bị rất là nhiều lỗi nhập liệu. Atarashi ie ni hikkoshi shita no de Sitashi hitotachi wo shoutai shite patio shita, tức là gì nhỉ? Vì tôi chuyển sang nhà mới nên là tôi đã mời những cái người gì đấy thân thiết đến bữa tiệc, đúng nhỉ? Vậy thì đúng của chúng ta là số 4, đúng nhỉ? Nhớ từ thân chúng ta chỉ dùng cho cái kiểu mà bạn bè hay là người quen thôi, chứ không có dùng cho người nhà nhé. Đấy, dùng mối quan hệ con người thôi. Tiếp theo câu số 2, từ Ojigi. Ojigi là cúi chào, đúng không? Cúi chào. Vậy thì chúng ta sẽ xem câu nào là câu cúi chào nhỉ? Sensei ni Ojigi ni nanika presento shitai tomoteru. Tôi đang định tặng một cái gì đó làm cúi chào giáo viên. Đây không phải, đây phải là OD, đúng nhỉ? Phải là OD mới đúng này. Đây các bạn sửa thành OD nhá, nghĩa là cảm ơn này. Tiếp theo câu số 2, Tomodachi to kenka shitara hayaku ojigi o shita hou ga ii. Vì gì đây nhỉ? Vì nếu mà cãi nhau với bạn ấy thì hãy nhanh chóng gì đó đi. Chúng ta phải có cái đây là gì đây? Chúng ta có cái này không phải là phải nhanh chóng cúi chào, mà phải là xin lỗi, đúng không nhỉ? Đấy, có thể là dùng cái dạng như là từ xin lỗi nhá. Đây, chữ tạ với chữ tội này, nhưng mà nghe nó có thể nếu mà nó hơi quá hại thì có thể dùng từ làm lành, đúng không? Naka naori. Đấy, một trong hai này tùy các bạn. Câu số 3, michi no mukou ni chiji o mitsuketa no de karui ojigi o shita. Vì nhìn thấy người quen ở phía bên kia đường nên là tôi đã cúi nhẹ chào. Đây là đáp án chính xác, đúng nhỉ? Đấy, nó có hinto đi với từ karui là cúi nhẹ, cúi hơi cúi thôi. Đúng là của chúng ta là số 3. Câu 4 này, Kobayashi-san wa kaisha kara oji o shite betsu no kaisha ni iku sou desu. Anh Kobayashi cúi chào từ công ty rồi nghe nói đi công ty khác. Đây không phải là cúi chào mà ý người ta muốn dùng cái từ nghĩa là bị công ty bắt nghỉ việc ấy, đúng nhỉ? Đấy, có thể là dùng cái từ taishoku o, đúng nhỉ? Oi koma Ritano de nhá, vì bị công ty, đúng nhỉ? Đấy, có thể sửa thành như vậy. Tiếp theo bài số 2, tương tự chúng ta cũng sẽ làm như thế. Câu số 1 này, bài điền từ Jibun no seikaku ni tsuite kangaete mita, tức là tôi đã từng thử nghĩ về cái tính cách của bản thân mình. Watashi wa shui no hito kara yoku yu. Đây các bạn thấy có trường âm này, lại có ga rự thì chắc chắn đây phải là từ yumoa, đúng không? Đó, phải là từ này mới đúng này. Tức là tôi thì hay được những người xung quanh nói là có cái tính hài hước, đúng nhỉ? Yoku gì đó o ite ru karadaro, có lẽ là bởi vì tôi hay nói, lại có bắt đầu từ xa này cho nên phải xa đê, đúng nhỉ? Tôi hay nói đùa. Đấy, có lẽ là vì tôi hay nói đùa nhá. Demo jibun de wa shou gì đó naho da to omoteru. Thế nhưng mà tôi nghĩ bản thân tôi nó hơi show. Hajimete atta hito to wa amari hanase này. Với cái người mà gặp lần đầu tiên thì tôi chả nói được mấy. Vậy thì chắc chắn đây phải là từ show kyoteki, đúng nhỉ? Hơi tiêu cực. Sore ni hơn nữa này, shin gì đó na tokoro ga aru no de atarashi koto o hajimeru no ni jikan ga kakaru. Tức là sao? Tức là vì tôi có cái chỗ nó làm sao nên là rất là mất thời gian để bắt đầu những cái mới. Có cái chỗ như thế nào nhỉ? À đúng rồi, sẽ là từ xin chỗ thận trọng, đúng không nhỉ? Bởi vì tôi quá cẩn thận, tôi quá thận trọng nên là tôi mất rất nhiều thời gian để bắt đầu một cái mới, cứ phải suy nghĩ cân đo đong đếm xem là cái nào là tốt, cái nào là xấu, đúng không? Sonoue gì đó này, no shitaseki. Sonoue nó bắt đầu bằng no này, shita seikaku nanode nakanaka shigoto ga susumanai. Vì hơn nữa ấy, thì vì tôi có tính cách như thế nào nữa mà tôi cái công việc mãi nó không có tiến triển gì. Đây chắc chắn phải là từ gì nhỉ? Nom Nobiri đúng không? Đấy, cứ vô tư vô lo cho nên là sao? Công việc mãi nó không tiến triển mấy nhá. Dakara tokidoki yo gì đấy nhỉ? Ga warui to iwarete shimau. Vì vậy mà tôi thường bị nói là cái gì? Có cái yo gì đây nhỉ? Đúng rồi, nó là từ yo điều. Đúng nhỉ? Kém linh hoạt. Đây. Demo koto naku nandemo tsuzukerare no de. Nhưng mà vì tôi có thể tiếp tục mọi thứ mà không hề kiru, chứ đấy chắc chắn phải là không hề chán nản. À, kiru. Những cái từ này đều có hết trong bài các bạn nhé. Các bạn khi mà các bạn làm các bạn có thể mở lại cái bài các bạn xem. Watashi wa kore wa cho đà tốt omoteru, tôi nghĩ đây là cái gì đó. À, đây chắc chắn phải là cho sọ đúng nha. Đây là cái điểm mạnh. Điểm mạnh của tôi. Đấy, vậy chúng ta có các câu là như thế nào? Tiếp theo bài 2, nối từ nhá. Chúng ta có này. Đầu tiên Nico người ta ghép với wara nghĩa là cười tuét tuét đúng không? Vậy thì còn tiếp theo Tayorini à đây sẽ là Ninaru có nghĩa là gì nhỉ? Dựa dẫm này, trông cậy, nhờ cậy này. Kanga có từ Arai và từ Nibui, đây chắc chắn phải là Kanga Nibui đúng không? Và Kinga Arai thô lỗ đúng nhỉ? Cộc cằn. Yumoa ngá chắc chắn phải là aru đúng không? Có sự hài hước này. Yorio ngá quả rươi hoặc y đúng không? À, tinh tế hoặc khéo léo này. Hakihakito hana sự nói một cách rành rọt này. Và Yujio uragiru phản bội bạn đúng nhỉ? Tiếp theo điền từ nhá. Cindy, Chosho và Mikake. Cindy là tâm lý, Chosho là điểm mạnh và Mikake là bề ngoài. Vậy thì các bạn sẽ chọn cái gì cho hợp lý đây? Câu số 1 kodomo no gì đó o mitsukete homeru koto ga taisetsu da tomo. Cái việc mà tìm ra cái gì đó của con rồi khen là điều quan trọng. Đây chắc chắn phải là tìm ra chosho đúng nhỉ? Tìm ra điểm mạnh chứ không thể nói là tìm ra tâm lý hay tìm ra vẻ ngoài được. Kono ryori wa nani nani wa warui ga aji wa totemo ii. Cái món ăn này ấy, cái gì đó thì không tốt thì tệ nhưng mà vị ngon, chắc chắn phải là mikake đúng nhỉ? Cái bề ngoài ấy, đúng không? Trông rất là tởm nhưng mà ăn vào thì rất là ngon. Kono eiga wa ningen no fukuzatsu na umaku arawashite iru. Cái bộ phim đấy nó biểu hiện rất là tốt, nó thể hiện rất là tốt cái tâm lý phức tạp của con người đúng nhỉ? Đây sẽ là Shinji. Tiếp theo, câu số 2. Thông thường sẽ là luôn có một bài kiểu như là cái phó từ mà hôm trước các bạn học, với lại một cái bài có thể là danh từ, động từ, tính từ tùy bài nhé. Câu 2 này, Isai, Mekiri và Wazato. Chúng ta có từ Isai là đi với thể nai nghĩa là hoàn toàn không, thì chúng ta soi xem nào là thể nai nhé. Đấy, đây không phải đúng không? Không có thể nai, không có thể đây. Hanase nai no ni, vậy đây chắc chắn sẽ là Isai này. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Sobo wa ego ga Isai hanase nai no ni hitori de America o ryokoshite kita. Bà tôi mặc dù là không nói được cái câu tiếng Anh nào đúng nhỉ? Hoàn toàn không nói được tiếng Anh vậy mà lại đi du lịch Mỹ một mình. Rất là cool đúng không? Mekiri là gì nhỉ? Là trông thấy, đi với những động từ diễn tả sự biến đổi. Vậy thì đúng của chúng ta là 2 đúng không? Có từ Sushiku narimashita đúng nhỉ? Đấy là trở nên lạnh. Vậy trở nên lạnh rõ rệt đúng không? Mekiri ở đây nhá. Câu này nghĩa là gì? Yugatsu ni haite Mekiri Sushiku narimashita ne. Là gì nhỉ? Bước vào tháng 10 ấy, là lạnh đi rõ rệt đúng nhỉ? Vậy thì còn lại đây là wazato, là diễn tả cái việc cố tình làm gì. Sonoko wa omocha ga hoshikute wazato okina koe de naite ita. Đứa trẻ kia ấy, nó muốn có đồ chơi nên nó cố tình khóc to. Câu 4, từ đồng nghĩa này, có từ yoki no. Yoki là chữ dương và chữ khí, nghĩa là một người rất là vui vẻ, vui tươi đúng không? Vậy thì phải là mấy? Akari hay là sawayaka nhỉ? Chúng ta sẽ có cái từ akari là vui tươi, vui vẻ, còn sawayaka là người như nào? Người rất là hào sảng. Vậy thì yoki sẽ đồng nghĩa với từ akari. Tiếp theo, câu 2 này. Watashi no sofu wa itsumo odayaka ni hanasu. Ông tôi lúc nào cũng nói chuyện một cách rất là điềm đạm. Có niyaka và shizuka thì chắc chắn là phải là shizuka rồi. Từ ngữ hình thành nhá. Các bạn có gì nhỉ? Ano hito wa kigen Kigengawarito. À, hôm trước có một cái lỗi sai nhá, đấy là mình đọc cái từ này là gì nhỉ? Ikaripoi, không phải, nó đọc là Okoripoi. Mặc dù động từ nó là Okorimasu nhưng dạng danh từ là Ikarimasu. À xin lỗi, Ikari. Thế nhưng mà khi mà biến vào trong cái dạng poi ấy, thì nó bỏ mát của động từ vẫn đọc là Okori bình thường, đúng nhỉ? Okoripoi. Các bạn lưu ý không phải là Ikaripoi như hôm trước nhé. Thì chúng ta sẽ có luôn là cái từ này sẽ đi với dạng po cự, đúng nhỉ? Đấy. Chúng ta sẽ chọn cái po cự này. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Cái người kia ấy thì sao? Vì cứ lúc nào mà có cái tâm trạng không tốt ấy là lại nổi cáu, nên là tôi rất là sợ. Không đi viện Mukini hay là Rashiku. Anata no yoni majime na hito wa mitakoto ga nai. Chưa từng gặp, đúng nhỉ? Chưa từng thấy cái người nào mà gì nhỉ? Mà vô lễ, mà không nghiêm túc như mày. Vậy thì đi với majime sẽ phải là gì nhỉ? Phư, đúng không? Chữ bất nhá. Đấy. À, nhiều bạn hỏi làm thế học cái những cái này như thế nào. Nói thật với mọi người chứ cái này chỉ có cách là nhớ thôi, làm nhiều thì nhớ thôi chứ chả có cái quy luật nào hết, đúng nhỉ? Tiếp theo. Câu 1 này, ngữ hình thành này. Akai mono miru to genki ni naru nado iro wa ningen ni nanani teki na eikyo o ataeru to iu. Những cái như là nhìn màu đỏ thì sẽ trở nên, nhờ nhìn thấy những thứ màu đỏ thì sẽ trở nên khỏe khoắn hơn. Thì có thể nói đấy là màu sắc nó đang ảnh hưởng một cách gì đó đến con người. Cindy này, một cách tâm lý. Seikaku này, tính cách này. Kigen này, tâm trạng này. Mikake, bề ngoài, thì đây chắc chắn phải là Cindy, đúng không? Đấy. Ảnh hưởng đến tâm lý, một cách tâm lý nhá. Cindy tekin. Chúng ta sẽ chọn đáp án số 1. Câu số 2. Sonoko wa shizuka ni đề nghi suwateita tarashiku tekini yoku, và từ này là từ shikini, chắc chắn phải là regi tarashi, là cũng cố định, đúng không? Đáp án số 1. Cái đứa trẻ kia ấy, nó ngồi yên trên ghế một cách ngoan ngoãn, đúng nhỉ? Câu số 2 này là chọn từ hợp lý này. Watashi no bu no bucho wa buka ni taishite koto no nai yasashi yoshi da. Trưởng phòng của phòng tôi ấy là một cấp trên rất là Yasashi, rất là hiền, đúng nhỉ? Chưa từng như thế nào đó đối với cấp dưới. Xem nào, có Akiru này, Awateru, Ibaru và Fuzakeru. Akiru là chán, không phải. Awateru là hoảng hốt. Chán với hoảng hốt không dùng đối với người khác nhé. Ibaru là kiêu căng hậm hĩnh và Fuzakeru là đùa cợt, đùa bỡn. Thì nếu mà dùng từ Fuzakeru thì không liên quan đến Yasashi, đúng nhỉ? Đấy, Yasashi là rất là hiền, rất là lành, thì không bao giờ tỏ ra cái thái độ kiêu căng. Đáp án đúng là số 3 nhé. Đấy. Ibaru, kiêu căng hậm hĩnh với người khác, đúng nhỉ? Tiếp theo, câu số 2. Testo no zenjitsu nano ni benkyou shinai de neteiru nante hito da ne. Ngay cái ngày trước kỳ thi rồi thế mà chả học hành gì cả, toàn ngủ. Đúng là cái người như nào đây nhỉ? Odayaka na là người điềm đạm, không phải, ôn hòa này. Kiyo, người khéo léo. Sunao, ba đọc là sunao nhá. Đấy, gõ ra đây. Sunao nghĩa là ngoan ngoãn, đúng nhỉ? Và 4 là nonki, chắc chắn phải là nonki rồi, là người như nào đây? Là người rất là vô tư vô lo, đúng nhỉ? Tiếp theo câu số 3. Nokotoba ni imi ga motomo chikai mono. À chết rồi, lại đọc nhầm cái câu hỏi. Tìm từ đồng nghĩa. Hikyo da nakama o stete nigeru nante hikyo da, tức là gì nhỉ? Vứt bè đi để mà chạy trốn, để mà tẩu thoát ấy, thì thật là một người gì nhỉ? Ijiwaru, kiểu như là ijiwaru có nghĩa là xấu xa ấy, một người hay nói xấu người khác ấy, đúng nhỉ? Thì nó không đồng nghĩa với từ hikyo nhá. Hikyo nó mang tính chất là ranh mãnh, xảo quyệt, đấy, ranh ma, láu cá. Cô ai là sợ hãi này, zurui là láu lỉnh, đúng nhỉ? Ranh ma, xảo quyệt, thấp hèn, hèn nhát, đúng là đáp án số 3. Yowai là yếu đuối, không phải, đúng nhỉ? Từ đồng nghĩa với yowai là từ okubio. Câu số 2. Kyou wa soto ga yakamashi desu ne. Nanika arun desu ka? Ngoài kia yakamashi, ồn ào, đúng nhỉ? Vậy thì đúng phải là urusai. Không phải là akari hay là shizuka hay là hito ga oi nhá. À, ở đây có nhiều bạn sẽ mắc lỗi, đấy là ngoài kia có nhiều người chưa chắc đã là đồng nghĩa với yakamashi, đúng nhỉ? Nhiều người nhưng mà người ta giữ trật tự thì vẫn là yên tĩnh. Đấy phải là urusai. Tiếp theo, Câu 1 này, Uragiru là phản bội, đúng nhỉ? Đấy, phản bội cái gì đó. Thì chúng ta sẽ xem cái nào là đúng nhá. Naganen no yūjō uragiru yōna koto wo shite wa ikenai. Không được làm những việc như là phản bội cái tình bạn lâu năm. Chúng ta thấy có vẻ đúng rồi đúng không? Đây có cái hinto đấy là từ gì nhỉ? Từ yūjō là tình bạn. Đấy, thì phản bội tình bạn thấy có vẻ hợp lý này. Tenki jōhō uragite kino wa oame datta. Phản bội lại dự báo thời tiết, hôm qua trời đã mưa to. Không phải, đúng nhỉ? Cái này chúng ta sẽ có, đây là ngữ pháp của N2 nhá. Đây chúng ta phải dùng là gì nhỉ? Nihanshite. Đấy, các bạn phải dùng ngữ pháp Nihanshite. Đây mình sẽ tắt cái thông báo đi. Không hiểu sao lại không xóa được nhỉ? Nihanshite tức là trái với nhá. Đấy. Trái với lại dự báo thời tiết ấy, thì hôm qua trời mưa to, có thể là hôm qua dự báo thời tiết người ta báo là gì đây nhỉ? Người ta báo là trời nắng đúng không? Đấy. Thế nhưng mà thực tế nó lại là trời mưa, thì các bạn sẽ dùng cái dạng Nihanshite này là diễn tả cái sự việc trái ngược. Các bạn sẽ học ở trong phần ngữ pháp N2. Shiriai wo mikaketa no de Ushiro kara yondara uragite kureta. Vì nhìn thấy người quen cho nên là tôi đã gọi, và tôi đã gọi từ đằng sau và họ đã cái gì đó, họ đã quay lại, đúng nhỉ? Đây phải là furikaete. Câu số 4 này, futari no iken wa otagai ni. Ý kiến của hai người đấy ấy, nó đã phản bội lẫn nhau. Không phải, đây là nó tairitsu, nó đối lập, đúng nhỉ? Tairitsu shite thì mới ok nhá. Tiếp theo, Tanomoshi là đáng tin cậy, đúng nhỉ? Đáng tin cậy. Xem cái nào là đáng tin cậy này. Ichi chotto Tanomoshi koto ga arun desu ga yoroshii desu ka? Là gì nhỉ? Tôi có cái chuyện muốn đáng tin cậy. Đây chắc chắn là sai rồi, đây phải là muốn gì đây nhỉ? Có thể là tôi có chuyện muốn nhờ, chẳng hạn Tanomitai, đúng không? Để cho cái này xuống cuối cho đồng bộ. Câu 2, kono shimun wa tanomoshi kara uso wa kakanai daro, tức là cái báo này ấy, vì là đáng tin cho nên là có lẽ nó không viết những điều dối trá. Nghe tiếng Việt thì có vẻ là đúng đấy, nhưng mà thực ra người ta không có dùng đối với lại nguồn tin đáng tin cậy các bạn nhé. Đấy, người ta không dùng. Trong trường hợp này thì các bạn phải dùng từ shinji dareru, đúng nha, vì có thể tin cậy được. Chứ không dùng cái dạng tanomoshi đó. Tanomoshi nó nghĩa là một người có năng lực, đúng nhỉ? Và tạo cho người ta cái cảm giác yên tâm, khi mà có khó khăn người ta có thể dựa vào, người ta có thể nhờ. Thường là chỉ tính cách con người, đúng nhỉ? Mainichi benkyo shite kita no de testo no kekka wa tanomoshi, tức là vì học hàng ngày cho nên là kết quả rất là đáng tin cậy. Đây không phải, đúng nhỉ? Rất là đáng trông mong, đáng trông chờ. Tanoshimi thì mới đúng. Tiếp theo câu cuối cùng này, watashi ni wa Tanomoshi mikata ga takusan iru no de anshin da. Bởi vì tôi có rất là nhiều người đồng minh tin cậy cho nên là tôi rất là yên tâm. Chính xác, đúng nhỉ? Mikata là người đồng minh nhé. Đấy. Nó còn mức độ nó còn cao hơn cả Tomodachi là bạn bè ấy. Thế đáp án chính xác. Vậy chúng ta sẽ chọn đây là đáp án số 4 này. Và câu trên là đáp án số 1. Tiếp theo, bài số 3, đúng nhỉ? Bài câu đầu tiên này. Chugakusei no toki shinyu no yuka to kenka shita koto ga aru, tức là hồi mà còn học trung học ấy thì tôi gì đây nhỉ? Tôi đã từng đánh nhau, cãi nhau với lại đứa bạn thân yuka của tôi. Yuka ga zutto gì đó. Có từ gì nhỉ? Có từ garete ita senpai. Đấy, to watashi ga nakayoku shite itara. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì đấy? Chúng ta sẽ dùng cái từ nào cho hợp lý đấy nhỉ? Đây có từ senpai là người tiền bối, mà lại có garete chắc chắn là phải akoga, đúng nhỉ? Akogareru có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ngưỡng mộ đấy, đây sẽ là phải là akogarete nhá. Đấy. Tsukiate iru to go sarete shimatta karada. À, vì vậy mà bị, có từ go vậy chắc chắn phải là đây bị hiểu nhầm là gokai. Câu này của chúng ta có nghĩa là gì đấy? Bởi vì tôi làm sao đây nhỉ? Bởi vì tôi á, senpai to watashi ga naka yoku shite itara, bởi vì tôi với lại cái senpai mà yuka này, đứa yuka này nó rất là hâm mộ ấy, đúng không? Có mối quan hệ rất là thân thiết với nhau nên là chúng tôi đã bị hiểu nhầm là chúng tôi đang tsukiatte, chúng tôi đang hẹn hò với nhau, đúng nhỉ? Đấy, nó nghĩ như vậy nhá. Sore kara yuka wa watashi o gì đó sakeru yoni. À, mình cho đọc mất rồi. Đây chắc chắn phải là có từ keru, vậy là tránh mặt, đúng nhỉ? Sakeru. Tránh mặt này. Sau đấy thì đứa yuka này nó tránh mặt tôi và tôi cũng trở nên như thế nào có ra. Đây chắc chắn phải trở nên ghét cô ấy, đúng không? Đây sẽ là kira. Kira. Shibaraku shite kara yuka kara denwa ga kakatte kita. Là gì đấy nhỉ? À, một thời gian sau ấy thì tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ Yuka. Senpai to watashi ga tanoshisou ni hanashite iru no guzen kakete. À, đây chắc chắn phải là nhìn thấy, đúng nhỉ? Mikakete. Bởi vì vô tình mà nhìn thấy, vô tình nhìn thấy tôi với lại tiền bối đấy nói chuyện với nhau rất là gì nhỉ? Rất là vui vẻ. Do vậy mà totemo kata no dato iteta, rất là gato, đúng không? Vậy sẽ phải là từ gì nhỉ? Urayamashi kata. Đây viết luôn vào cái này nhé. Thôi bỏ cái từ. Đây urayamashi này, rất là ghen tị. Kanojo ga nandomo ayamaru no kite itara watashi no hou ga gì đó yona kimochi ni natta. Cô ấy làm sao đây nhỉ? Cô ấy đã gì đây nhỉ? Nghe thấy được rất là nhiều cái lời xin lỗi từ cô ấy. Tôi cảm thấy như thế nào? Tôi cũng có một cái tâm trạng rất là moshi wakenai, tôi cũng cảm thấy rất là có lỗi, đúng không? Sore de gokai wa, vì vậy mà cái hiểu lầm nó gì nhỉ? Tokete, đúng rồi, nó được hóa giải này. Naka gì đó suru koto ga dekita, và chúng tôi đã có thể làm lành với nhau. Naka naori suru koto ga dekita kanojo to wa ima demo sitashiku tsukiatte iru, và đến bây giờ tôi đang chơi rất là thân thiết với cô ấy. Đấy, đôi khi bạn bè chỉ vì hiểu nhầm nhau như này mà rất là dễ nảy sinh cái sự bất hòa nhé. Đấy, do vậy cần phải nói rõ với nhau. Ví dụ như bạn Yuka này, bạn nói rõ đấy, đúng nhỉ? Bạn nói là tại sao bạn lại thấy như vậy. Tiếp theo phần nối từ này, ví dụ người ta cho các bạn là từ fuhe. Fuhe là bất bình, sẽ đi với iu là fuhe o iu, là nói ra những điều bất bình. Vậy thì những từ còn lại thế nào? Uwasao là tin đồn, vậy là phải là phao tin đồn, tung tin đồn, đúng không? Hiromeru này. On o là gì nhỉ? À, o kanji ru. Đây, xóa này đi nhá, cái này bị sai. Cảm thấy biết ơn, đúng không? Cảm thấy mang ơn. Koibito hư ru, đúng nhỉ? Bỏ người yêu, đá người yêu này. Kei, chúng ta đi với hara ru, đúng nhỉ? Kính trọng. Kodomo có tokeru, donaru và sameru. Chắc chắn phải là gì nhỉ? Chắc chắn phải là quát đứa trẻ, donaru. Ai ngó sameru, tình yêu nguội lạnh này. Và gokai ga tokeru là hiểu nhầm được hóa giải. Tiếp theo bài 3 điền từ này, thái độ này, diso lý tưởng và hiniku là châm chọc, chế giễu. Chúng ta cùng xem các câu nào cho hợp lý nhá. Ichi này, koko wa hirokute kirei de watashi ni totte wa kijiroteki na iada. Xin lỗi, ieda. Ở đây ấy, rất là rộng, rất là đẹp, đối với tôi là một cái ngôi nhà như thế nào. Chắc chắn là phải là Cindy phải là Rishotekina, một ngôi nhà lý tưởng đúng nhỉ? Chúng ta có túp lều lý tưởng ấy. Đấy. Thì phải là Rishotekina ie, không thể nào là thái độ hay là hiniku được. Kaisha ni chikoku shitara buchou ni kyou wa hayai ne to nani o iwarete shimata. Tôi đi muộn, tôi đến công ty muộn ấy, và bị giám đốc nói là hôm nay sớm nhỉ. Đây chắc chắn là nói đẻo, nói chế giễu đúng không? Phải là hiniku. Vậy thì còn lại 3 sẽ là gì nhỉ? Thái độ đúng nhỉ? Câu 3 là gì nhỉ? Kare wa kangaete iru koto ga sugu ni taido ni deru type đó, tức là anh ấy là cái loại người mà là cái kiểu người mà gì nhỉ? Những cái điều mà anh ta nghĩ ấy, đang nghĩ anh ta ngay lập tức thể hiện ra mặt ra thái độ luôn. Câu bài 2 này, omoikite masani và yoyaku. Đấy, chúng ta xem nhé. Omoikite có nghĩa là gì nhỉ? Đánh liều đúng nhỉ, bạo dạn. Đấy. Masani là quả thực, là đúng, chính xác là, và từ yoyaku là cuối cùng thì. Thì chúng ta xem cái từ nào hợp lý. Nào, câu đầu tiên này, takai to omotta ga kau koto ni shita. Biết là đắt tiền đấy đúng nhỉ, thế nhưng mà vẫn mua, chắc chắn phải là liều đúng nhỉ, đây phải là omoikite. Câu số 2, shigoto o hajimeta toki wa kinchou shita ga 1 nen tatte narete kita. Lúc mà bắt đầu công việc thì rất là căng thẳng, thế nhưng mà 1 năm qua đi thì đã trở nên như này. Trong trải qua một thời gian dài có một sự biến đổi, sẽ phải dùng từ yoyaku, có nghĩa là cuối cùng thì. Câu số 3 này, densha ga gì đó deyo to shita toki. Còn lại từ từ masani đúng nhỉ, đúng lúc. Đúng lúc tàu điện, đúng lúc định gì đây nhỉ? Đúng lúc tàu điện chuẩn bị chạy ấy, thì cô ấy đến ga, đúng là masani nhá. Tiếp theo từ đồng nghĩa này, sono kotoba o kite kanojo ni shitsubou shita. Shitsubou là thất vọng. Vậy thì đi với là iraira shita hay là gakari shita. Chúng ta có từ iraira có nghĩa là sốt ruột đúng nhỉ? Ví dụ như xe buýt nó không đến, mình chờ đợi rất là lâu, rất là sốt ruột ấy, không thể nào mà kiên nhẫn được ấy đúng nhỉ? Vậy thì không thể nào đồng nghĩa với shitsubo được đúng không? Shitsubo thất vọng thì phải là gakari. Chúng ta sẽ chọn đáp án gakari nhá. Tiếp theo câu 2, mukashi kara ani wa onanoko ni moteru. Từ xưa ấy thì anh trai tôi đã rất là gì nhỉ? Với các cô gái rồi. Niramareru là gì đấy? Là bị lườm. Nigigaru là có sự lôi cuốn, có sự cuốn hút đúng không nhỉ? Đấy, có sự hấp dẫn. Vậy moteru phải là đồng nghĩa với lại nigigaru. Tiếp theo phần gokese này, hito ga kiru akira gì nhỉ? Kiragaru meru hay maru. Đây bị thừa chữ wa. Đúng rồi, công việc mà người khác ghét đúng nhỉ? Vậy chúng ta phải chọn là garu. Dù là công việc mà người khác ghét ấy, thì anh ấy vẫn làm một cách tích cực. Câu 2 này, okorareta kara toite sugu ni hanko gì đó na taido toru no wa yokunai. Dù là bị nổi giận ấy, thế nhưng mà cái việc mà gì nhỉ? Cái việc mà có cái thái độ phản kháng là điều không tốt. Vậy hanko đi với teki c hay là cò? Đương nhiên sẽ phải là teki, mang tính chất là một tính từ đúng không? Đấy, nó phải là từ teki thì mới mang tính chất là tính từ các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn teki này. Khi mà chúng ta thêm teki vào đằng sau một danh từ thì sẽ biến nó thành động từ. Thế nhưng không phải là các bạn có thể thêm bất kỳ một cái danh từ nào tùy thích, mà cái danh từ đấy nó phải gần giống kiểu của tính từ thì mới được. Tiếp theo bài Jisen Renshu. Shukudai wo wasureta no sensei ni ii nante hidoi. Chúng ta có từ iikeru ấy, nó mang nghĩa là bị lỗ mất rồi. Thôi, thế thì chọn luôn nhá, nó là iikeru. Đấy. Thì câu này có nghĩa là cái từ iikeru nó mang hai nét nghĩa, một là đấy là gì nhỉ? Đấy là mình, đấy là cái việc mà sai bảo trịch thượng với lại người khác đúng nhỉ? Như sai, như kiểu như là giống như là bề trên lúc nào cũng ra mặt bề trên, về sai khiến người ta làm hết nọ cái kia ấy. Cái nghĩa thứ hai có nghĩa là mách lẻo, hớt lẻo. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là dùng là sensei thì chắc chắn phải mang nghĩa là hớt lẻo, đúng nhỉ? Cái loại người mà nante nó dùng trong những trường hợp không tốt đẹp cho lắm nhá. Đấy, cái loại người mà mách thầy, cái việc mà mình làm sao quên vở bài tập thì thật là tồi tệ đấy, phải là tsukeru, không phải là aru, komu hay là kakeru. Kanojo wa kawaii fukusou ga daisuki da gata sona mitai na warashi. Vậy thì chúng ta có cái gì nhỉ? Có cụm cố định là gì đấy? Có cụm cố định của kawaii là kawairashi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 4. Bộ trang phục dễ thương, đúng nha. Tiếp theo câu số 2 là phần từ vựng. Kobito ni furareta yuji o, tôi gì đó, cái người bạn mà bị bồ đá, bị người yêu bỏ này. Urayamu là gì đây? Là ghen tị, không phải, đúng không? Uyamaru chứ, đúng nhỉ? Uyamaru là kính trọng, không phải. Đây là gì đây nhỉ? Đây là akogareru là khâm phục, ngưỡng mộ ấy, khao khát, ao ước, không phải. Nagusameru là an ủi. Đáp án đúng là số 4 nhé. Câu 2 này, Chichi wa atama no ii itoko no koto o kinjō no hito ni nani nani iru rashi. Bố tôi ấy, nghe nói là luôn luôn như thế nào đó về cái gì nhỉ? Về cái thằng em trai thông minh của tôi với người hàng xóm. Jiman shite, chukoku shite, gì nhỉ? Chushi shite và hanko shite. Chắc chắn là bố tôi lúc nào cũng tự mãn, khoe khoang, đúng không nhỉ? Đấy, các ông bố bà mẹ của chúng ta thì cũng rất là nhiều người như thế. Có con đi làm được bao nhiêu? 10 man thì cứ phải nói lên 50 man. Chiêu quốc cự là gì nhỉ? Chiêu quốc cự là kiểu như là khuyên nhủ ấy, dặn dò, không phải. Đây là từ chiêu si có nghĩa là coi trọng, không phải. Đây là hanko là phản kháng, phản đối, phải là jiman. Tiếp theo câu 1 này, itsumo osewa ni natte arigatai to omotemasu. Arigatai to mo là cảm thấy biết ơn, đúng không? Đấy, cảm thấy biết ơn phải là kansha, đúng nhỉ? Đáp án số 1. Kichinto shite là cẩn thận nhá, không phải. Kini ite là thích này, hay là để ý này, không phải. Đây là sonke shite là tôn kính, tôn trọng, không đồng nghĩa với arigatai tomote. Doshite ano hito ni uramarete iru no ka riyu ga wakaranai. Tôi không biết cái lý do mà tại sao người kia lại bị uramự là ghét. Vậy thì chúng ta phải tìm một từ đồng nghĩa với nó là ghét. Từ utagawarete là utagau có nghĩa là nghi ngờ, không phải. Damasarete là damas là lừa gạt, bị lừa gạt, không đúng. Donararete là donaru là quát tháo, nạt nộ, không phải, đúng là 4. Nikumarete là nikumu là ghét, đúng nhỉ? Chúng ta có từ uramự và nikumu là hai từ đồng nghĩa với nhau. Vậy chúng ta sẽ chọn 4. Tiếp theo bài cách dùng từ này. Ichi là mitomonai. Mitomonai là khó coi đấy. Cái việc mà rất là xấu hổ với người khác, không hề có tự tin bởi vì là trang phục hay là tác phong nó nhìn nó kém sang, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái nào cho gần cho đúng. Saiki mega waru kunate toku oji ga mitomonaku natte kita. Gần đây vì mắt tôi kém ấy, đúng nhỉ? Cho nên là tôi chắc chắn đây phải là không nhìn rõ, đúng không? Khó nhìn chứ không thể là dùng cái kia được. Mie niku, đúng nhỉ? Chúng ta có động từ là mie mas là nhìn thấy, mie niku là khó nhìn. Vậy thì trở nên khó nhìn sẽ là mie niku kunate kita. Câu số 2. Sonna ni home dareru to mitomonai kimochi ni naru. Nếu mà được khen như vậy, đúng nhỉ? Thì sẽ có một cái tâm trạng rất là gì? Rất là mất thể diện, là xấu hổ, à? Không phải, đây phải là hazukashi, đúng không? Cái kia nó chỉ dùng cho kiểu trang phục ấy. Câu số 3 này, shiranai hito to hajimete aru to. Gặp cái người lần đầu tiên mà tôi không có biết họ ấy, thì vì gì đó mà tôi không nói được gì, đây cũng phải là hazukashi, đúng không nhỉ? Hazukashi kute. Còn lại là câu 4. Các bạn có từ fuku đây này, sona kitanai fuku de dekakeru nante mitomo nai, ra ngoài với bộ trang phục bẩn thỉu thế kia thì thật là ngại, thật là xấu hổ, đúng không? Vậy đúng của chúng ta là đáp án số 4 nhé. Nó có hinto là gì nhỉ? Là kitanai fuku là quần áo bẩn thỉu ấy. Mikakeru là nhìn thấy, trông thấy. Vậy chúng ta xem cái nào là hợp lý. Nào, một này, watashi wa egao mikakeru no ga suki desu. Tôi gì đấy? Tôi rất là thích trông thấy tivi. Sai, đây phải là xem, miru đúng nha. Saikin Tanaka-san wo mikakemasen ga doushita desu ka? Tức là gì đây nhỉ? Gần đây tôi không có thể trông thấy anh Tanaka, chẳng biết là anh ấy có việc gì. À, chúng ta thấy cũng có vẻ đúng đúng rồi đấy. Mikakeru tức là chúng ta nhìn mà chúng ta không cố ý nữa, mà kiểu như là vô tình, ngẫu nhiên nó đập vào mắt chúng ta ấy. Đấy. Do vậy chúng ta sẽ thấy câu 2 là có vẻ hợp lý rồi đấy. Câu 3 này, Kanojo wa kan ga surudoi kara uso o tsuitemo sugu ni mikakete shimau. Cô ấy bởi vì có cái trực giác rất là nhạy bén nên là nếu mà nói dối cô ấy thì ngay lập tức cô ấy nhìn thấy. Không phải, đây phải là từ gì nhỉ? Mi yabute có nghĩa là phát hiện ra. Đấy. Nhìn xuyên đúng nhỉ? Ima no apato wa semai no de atarashi apato o mikaketa. Đây không phải, đây phải là mitsu. Mitsukeru đang tìm kiếm đúng không? Muốn tìm kiếm nhá. Vậy thì chúng ta có đáp án đúng là đáp án số 2. Đó, như vậy là chúng ta đã chữa xong bài tập của 3 bài đầu tiên của phần từ vựng. Khá là nhiều, khá là dài đúng không? Video đến tận 1 tiếng. Và các bạn cố gắng tranh thủ thời gian để xem, để học cho tốt nhé. Chúng ta phải có vốn từ thì chúng ta mới có thể học được những cái môn khác như là nghe hay là đọc, hoặc thậm chí là giao tiếp đúng nhỉ? Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn.